thấy được cái độ tàn khốc của cái map bài trong người này như thế nào anh em nhá. Và khu nhảy quen thuộc của mình sẽ là khu Power Station. Khu này thì cái địa điểm rơi lý tưởng mà mình hay rơi vào đó chính là khu thùng hàng ở phía bên trên kia. Và một chút nữa thì các bạn mình sẽ nói cho các bạn biết là tại vì sao mình lại thích rơi vào cái khu thùng hàng này. Úi trời ơi, đông. Cái thứ nhất mình muốn rơi vào khu thùng hàng này bởi vì một cái lý do rất đơn giản thôi. Rơi vào đây các bạn sẽ rất nhanh có súng là một. Cái thứ hai là các bạn sẽ có một cái tầm nhìn rất là bao quát. Đấy, các bạn đứng ở trên đây cờ lia hết khu này, sau đó là nhìn xuống. Úi trời ơi, nó cứ phải gọi là một bầu trời tư cách luôn. Rồi, không thấy súng rồi. Rồi, chuẩn bị thấy mèo thấy mẹ luôn rồi. Trẻ nó bắt đầu bắn nhau rồi, mình thì vẫn chưa có súng, vô lý. Mọi lần mình nhảy xuống đây là thường thường là có súng này đấy, hôm nay không hiểu sao hình như là tôi nghe tiếng súng rồi. Đây rồi. Cái gì đấy, bắn cái gì đấy. Đây rồi bạn ơi. Ok, khá đông anh em ạ. Để chị ra. Bây giờ mình phải đi tìm hòa máu để mình ăn rồi đã. Nhìn thấy rồi. À, ngon. Ui, con xem cả áo giáp luôn. Tuyệt vời mặt trời. À, các bạn trẻ nào lao ra đây không? Đây là khẩu sắc văn, mình cũng rất là thích bắn đây. Gần này đạn thôi là đã quá đủ để tiêu diệt cả một gọi là hủy diệt cả một khu vực Power Station này rồi. Nào, thanh niên nào vừa bắn mình thì bắn đi, bắn tiếp đi, bắn nữa đi. Rồi, vẫn đang cạch cạch bắn nhau anh em ạ. Nướng thật. Rồi, mình sẽ đi móc lốt xem sao. Rất gần đây. Rồi. Chưa thấy ai cả. Nguy hiểm đấy. Mà nguy hiểm thì không sợ. Đấy, các bạn thấy chưa? Lợi ích của các bạn đi từ trên xuống có rất là nhiều. Nhìn cũng như là những cái lá chắn và những cái bức tường. À, đây rồi. Bạn ơi, bạn tôi thế là thôi xong rồi. Nào, ra đây bạn tôi. À, bạn tôi thích đi đường vòng à? Góc nào bắn mình.
liều chết lấy cái mũ hai anh em ạ. Rồi, ai bắn mình? Lộ diện đi. Kẻ nào bắn mình? À, rồi. Tôi nhìn thấy rồi. Tôi nhìn thấy rồi nhá. May cho bạn là sờ cốt mình đẻo đấy. Chứ còn sờ cốt mình xịn là bạn cũng gọi là lầm từ mấy mùa trước rồi đấy. Ok. Phải săn lùng ngay như này. Tính mình nó thế anh em ạ. Một khi bạn đã bắn mình là mình phải săn bạn đến giây phút cuối cùng luôn. Không cho bạn gọi là phát luôn. Đâu rồi, chạy đâu? Trốn chui trốn lủi à? Trốn chui trốn lủi ở đâu? À, đù. Ghê. Nào, biết, vẫn chưa biết.
coi khu này mình nghĩ là cũng đang bị lút rồi, là mình không lút làm gì cả, đi thôi. Ý, xe nổ nè. Liệu có một tên đổi xe không ta? Ok. Ồ, có tiếng, có tiếng. Thôi chứ biết làm gì đây. Nhảy nào.
sắp chẳng hướng lên đâu, nghĩ là vậy. Mời luôn cho nó chắc ăn đi. Hướng lên cũng như vậy thôi. Buồn ghê. Lại còn có chính bên kia thì chắc là Moa bên đấy rồi. Mời luôn. Còn mong được có anh nào nghe thế em. Lần thứ N rồi mình thấy một cái mô nó cuốn nạn như cái mô này anh em ạ. Mô này chỉ có đứng ở chỗ đúng cái chỗ mình là vừa đứng luôn. Cái chỗ ở giữa ấy, nhưng phải đứng ở bên trên. Đứng ở chỗ mình nhỉ. Hơi nguy hiểm tí khi mà đang bơi này. Bơi này mà có thanh niên nào đứng ở trên mà thanh niên đấy nghe cái tiếng thì thôi rồi. Xác định luôn anh em ạ. Chết chắc luôn. Đi đâu được luôn đấy. Rồi, đi qua rồi. Hay lắm. Lại nữa hả? Hai xe đuổi nhau à? Ô lê. Hình như xe trên rừng. Một xe rừng ở trước cổng. Vui lý quá. Quả này đông đây. Trời ơi, mò bé như thế này rồi vẫn còn hơn 60 người á. Còn 60 người nữa trong một cái mò bé như cái mắt muối. Nhanh. Em muốn vào bờ ngay lập tức. Anh ơi. Nào. Đây rồi. Có thanh niên kia trên đây rồi. Vui rồi. Á đù. Có ai nữa không? Đây rồi. Có. Có hàng rồi. Ui đông thế. Ui toàn tiếng xe rồi anh em ạ. Vãi nồi. Thấy nó sướng. Ok, rất nhiều mon. Á đù. May quá, mình nghe được tiếng anh em ạ. Quả đấy mà không phát hiện. Sớm là coi như là hẹo rồi đấy. Túi không đủ chỗ. Lại phải vứt bớt đạn ra. Ok, vứt một nửa đạn ra. Cho nó nhẹ túi. Thao lút. Lút thật là nhiều máu luôn. Túi lút máu luôn. Cái gì thì cái. Thiếu gì thì thiếu, không thể thiếu máu được. Máu lúc nào cũng phải đầy. Rồi, cái xe ở đây là chắc chắn là có người ở đấy rồi. Không có lệch đi đâu tí nào luôn. Ui, trên đây nhiều đồ thế. Ui, nắm đạn vãi nồi. Phải đứng ở trên đây luôn luôn là cái góc đứng rất là vốn này anh em ơi. Ghê vậy. Bắn cả chúng quần ghê.
mình thích bắn nhất là bắn xe lam. Bắn xe lam cực chuẩn luôn, dễ nhìn, dễ bắn. Cái xe đấy rất khó bắn luôn. Cuộc đời mình thấy mấy thằng đi máy bay mình rất thích bắn luôn, không hiểu sao. Ui ui, đua xe à? Đúng là bò cẩu khác anh em ơi, bò cẩu khác nhiều xe thế. Lại máu, ok, riêng cứ cho máu là không phải là xe anh em ơi. Nào đứng đây à? Có rất là nhiều xe nghi vấn luôn, không biết như thế nào. À, bắn nhau đi, bắn nhau để mình nghe tiếng nào. Chạy gần quá, còn 34 người nữa trong cái bò này, chuẩn bị nữa là 34 người trên một cây cầu đây. Sắp rồi. Chưa thấy bất cứ một dấu hiệu nào thấy là ở đây có người cả. Có xe đi tới rồi, có bắn nhau không? Rồi, không có tiếng súng nổ ra, không có bất kỳ một tiếng súng nào nổ ra cả. Rồi, xe đi ra, xe đi vào như đi chợ. Rồi, một con xe tăng, à một con xe bọc thép, mình hay gọi con xe này con xe bọc thép. Từ từ đã, mình phải xử lý thanh niên đi đường sau này á. Đề phòng nguy hiểm anh em ạ. Chắc chắn là một thanh niên đang đi đằng sau này móc mình. À, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi, một phát vào đầu. Thốn chưa? Đấy, sắp văn ra luôn. Nào, giúp ở gần nhà này, 10 tiêu. Very good. Nào, còn ai nữa nào? Còn ai nữa nào? Ni 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 ni.
xử lý vừa rồi. Hãy để lại comment của các bạn cho mình biết ý kiến của các bạn về trận đấu này. Quá đen, theo mình thấy là mình quá đen. Tôi đã gọi là cố gắng hết sức rồi. Và xin chào, hẹn lại các bạn ở những video tiếp theo. Nhớ like, subscribe để ủng hộ với anh chị nhé.